Xin chào tất cả các em. Chúng ta lại tiếp tục với series lý thuyết đếm. Hôm nay video mà thầy gửi đến các em đó là chinh phục lý thuyết đếm với chủ đề là số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hòa. Thầy thấy rằng ở trên fanpage và cũng như là trên kênh YouTube có rất nhiều bạn yêu cầu là thầy ơi thầy làm về một video nói về ăn mòn điện hóa đi thầy ơi. Và ngày hôm nay thầy sẽ làm về video ăn mòn điện hóa để giúp các bạn hiểu thêm về điều kiện của ăn mòn điện hóa và những thí nghiệm như nào thì thỏa mãn điều kiện của ăn mòn điện hóa. Và chúng ta để hiểu rõ hơn thì chúng ta bắt đầu ngay bằng câu số 1. Nhưng trước khi vào câu số 1 thì các bạn nếu lúc nào rảnh tay thì cho thầy xin một nút like, một lời bình luận các bạn nhé. Và khi nào mà các bạn nghe mà chỗ nào mà cảm giác không rõ thì các bạn hoàn toàn có thể là dừng video lại để xem lại, để nghe lại. Và sau khi nghe xong rồi, được chưa, mà các bạn vẫn chưa hiểu thì các bạn cứ để lại phản hồi ở phần bình luận các bạn nhé. Và chúng ta không để các bạn phải chờ lâu nữa, chúng ta bắt đầu ngay bằng câu hỏi đầu tiên, câu số 1. Và chúng ta cùng tìm hiểu điều kiện để xảy ra ăn mòn điện hóa. Điều kiện đầu tiên đó là các điện cực phải khác nhau về bản chất. Có thể là một cặp gồm có hai kim loại khác nhau, hoặc có thể là một cặp gồm có một kim loại, một phi kim. Điều kiện thứ hai là các điện cực phải tiếp xúc trực tiếp với nhau hoặc gián tiếp với nhau qua dây dẫn. Điều kiện thứ ba là các điện cực cùng tiếp xúc với dung dịch chất điện ly. Dung dịch chất điện ly ở đây có thể là dung dịch axit, có thể là dung dịch kiềm, hoặc cũng có thể là dung dịch muối, hoặc có thể là không khí ẩm. Và bạn phải lưu ý đó là phải xảy ra đồng thời cả ba điều kiện này thì mới xảy ra ăn mòn điện hóa. Còn nếu thiếu một trong ba điều kiện này thì sẽ không xảy ra ăn mòn điện hóa học. Và chúng ta cùng vào phần bài tập câu đầu tiên, câu số 1. Ở nội dung của câu hỏi số 1 đề bài cho như sau. Trường hợp nào sau đây xảy ra ăn mòn điện hóa? Trường hợp A đó là nhúng thanh đồng vào dung dịch HCl loãng thì đồng không tác dụng với HCl và trường hợp này sẽ không xảy ra ăn mòn kim loại. Trường hợp B đó là đốt lá nhôm trong khí oxy thì trường hợp này không phải là ăn mòn điện hóa mà chỉ là xảy ra ăn mòn hóa học mà thôi. Ý C đó là thanh kẽm nhúng vào dung dịch H24 loãng thì khi cho kẽm vào H4 loãng thì chỉ xảy ra đó là ăn mòn hóa học. Thí nghiệm cuối cùng đó là cho thanh magie nhúng vào CuN4 thì như chúng ta biết magie có tính khử mạnh hơn đồng nên do đó thì magie có thể đẩy được đồng 2 cộng ra khỏi muối. Vậy thì khi đồng mà bị đẩy ra ngoài thì đồng sẽ bám lên trên thanh magie và tạo ra một cặp điện cực gồm có hai kim loại khác nhau và hai này liên kết, hai này tiếp xúc trực tiếp với nhau và cùng nhúng trong một dung dịch đó là dung dịch CuNO4 nên do đó thì đủ cả ba điều kiện để xảy ra ăn mòn điện hóa. Thế vậy đáp án chúng ta là đáp án D. Nội dung của câu hỏi số 2 đề bài cho như sau. Thực hiện các thí nghiệm sau và hỏi số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa học là thí nghiệm đầu tiên cho lá sắt vào dung dịch CuNO4 thì thí nghiệm 1 có xảy ra ăn mòn điện hóa vì sắt tác dụng được với CuNO4 để tạo ra Cu. Rồi sau đó thì Cu bám lên trên thanh sắt đúng không ạ? Nên do đó thì sắt và đồng sẽ tạo ra một cái cặp pin điện hóa, một anh sẽ đóng vai trò cực âm, một anh đóng vai trò cực dương và hai này tiếp xúc trực tiếp với nhau và cùng nhúng trong dung dịch CuSO4 nên do đó thì có xảy ra ăn mòn điện hóa. Ở thí nghiệm thứ hai đó là cho lá nhôm vào dung dịch HNO3 loãng nguội. Thì khi cho nhôm vào HNO3 loãng nguội thì chúng ta thấy rằng là anh nhôm có tác dụng với HNO3 nhưng chúng ta sẽ thấy rằng nó không có điện cực âm dương đúng không? Không có hai kim loại khác nhau, không có một kim loại một phi kim nên do đó thì không tạo ra hai điện cực. Thế vậy thì cái điều kiện đầu tiên là bị vi phạm nên do đó thì nó không xảy ra ăn mòn điện hóa mà chỉ đơn giản là ăn mòn hóa học mà thôi. Thí nghiệm 3 đó là đốt dây magie trong khí clo thì chúng ta thấy rằng này magie tác dụng với khí clo tạo ra MgCl2, anh này chỉ là ăn mòn hóa học thôi, không có đủ ba điều kiện của ăn mòn điện hóa. Thí nghiệm thứ tư cho lá sắt vào dung dịch CuNO4 và H24 loãng thì sắt sẽ tác dụng với CuNO4 để đẩy anh đồng ra ngoài, đồng sẽ bám lên trên thanh sắt, thế vậy thì sẽ có cặp kim loại đây gồm có sắt và đồng. Hai kim loại này tiếp xúc trực tiếp với nhau và cùng nhúng trong dung dịch gồm có CuNO4 và H4 loãng nên do đó thì đủ cả ba điều kiện của ăn mòn điện hóa. Vậy thí nghiệm thứ tư có thỏa mãn nhé, nó sẽ là ăn mòn điện hóa học. Ở thí nghiệm số 5 cho nhúng thanh đồng vào trong dung dịch C và nhúng thanh đồng vào dung dịch AgNO3 thì tính khử của đồng mạnh hơn tính khử của bạc nên do đó thì anh đồng có thể là đẩy Ag cộng biến thành Ag tạo ra kim loại bạc bám trên thanh đồng nên do đó thì tạo ra một cái cặp kim loại là đồng và bạc. Hai kim loại này tiếp xúc trực tiếp với nhau và cùng nhúng trong một dung dịch điện ly đó là dung dịch AgNO3. Thế vậy đủ cả ba điều kiện của ăn mòn điện hóa.
Thế vậy thí nghiệm số 5 có xảy ra ăn mòn điện hóa. Ở thí nghiệm cuối cùng, thí nghiệm số 6 đó là nhúng thanh đồng vào trong dung dịch sắt 3 nitrat, thì đồng tác dụng với sắt 3 nitrat thì chỉ đơn giản đó là xảy ra ăn mòn hóa học mà thôi. Ở đây sẽ không tạo ra kim loại sắt, bởi vì đồng có tác dụng sắt 3 thì tạo ra đồng 2 và sắt 2, nên do đó thì không tạo ra một cặp kim loại khác nhau, nên do đó thì sẽ không thể xảy ra được ăn mòn điện hóa học. Vậy thì số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa thì gồm có thí nghiệm số 1, thí nghiệm thứ 4 và thí nghiệm số 5. Thế vậy đáp án chúng ta sẽ phải chọn là B, 3. Nội dung của câu hỏi số 3 đề bài cho như sau. Tiến hành các thí nghiệm sau và hỏi số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa là: thí nghiệm đầu tiên cho hơi nước đi qua bột sắt nung nóng, thì chúng ta thấy rằng ở đây sẽ không xảy ra ăn mòn điện hóa mà chỉ xảy ra ăn mòn hóa học mà thôi. Thí nghiệm B, cho đinh sắt nguyên chất vào dung dịch H2O loãng và có nhỏ thêm một vài giọt dung dịch CuH4, thì như chúng ta biết sắt sẽ tác dụng được với CuH4 và sẽ đẩy kim loại đồng ra ngoài, đồng sẽ bám lên trên thanh sắt. Thế vậy chúng ta thấy rằng sẽ xuất hiện ở đây là hai kim loại khác nhau và chúng tiếp xúc trực tiếp với nhau và cùng nhúng vào trong một dung dịch, đó là dung dịch axit H2O4 loãng, nên do đó thì nó đủ cả ba điều kiện của ăn mòn điện hóa. Thế vậy ý B được xác nhận là có ăn mòn điện hóa. Ý C, cho từng giọt FeNO3 2 lần vào dung dịch AgNO3, thì chúng ta thấy rằng anh này thì không có kim loại, đúng không? Chúng ta thấy rằng là ban đầu không có kim loại nào cả nên không thể nói rằng ăn mòn kim loại được, nên do đó thì bỏ qua nhé. Ý C không có chuyện, không có xảy ra ăn mòn kim loại. Tiếp này, ý D, nhúng và để thanh thép, thép là hợp kim của sắt với carbon trong không khí ẩm, thì chúng ta thấy rằng ở đây sẽ xuất hiện hai điện cực, đó là sắt với carbon, bởi vì thép là một hợp kim gồm có cả sắt và carbon. Thế vậy sắt và carbon sẽ là một cặp, một anh là kim loại, một anh là phi kim, tiếp xúc trực tiếp với nhau và cùng để trong không khí ẩm. Không khí ẩm được tính là một dung dịch điện ly. Thế vậy nó đủ cả ba điều kiện của ăn mòn điện hóa. Ý D xác nhận là có ăn mòn điện hóa. Ý E, nhúng lá kẽm nguyên chất vào dung dịch CuH4. Thì như chúng ta biết, kẽm là kim loại có tính khử mạnh hơn đồng, nên do đó kẽm sẽ đẩy Cu2 cộng tạo ra kim loại đồng. Đồng sẽ bám lên trên lá kẽm và sẽ tạo ra ở đây đó là hai kim loại khác nhau là kẽm và đồng, tiếp xúc trực tiếp với nhau và cùng nhúng vào một dung dịch điện ly, đó là dung dịch CuH4. Thế vậy thì ý E có xảy ra ăn mòn điện hóa. Ý cuối cùng đó là ý G, nối hai đầu dây điện, một đầu là anh nhôm và một đầu là anh đồng, đúng không? Để trong không khí ẩm. Thì nhôm với đồng là hai kim loại khác nhau, đúng chưa? Và nó được nối trực tiếp với nhau, nối trực tiếp với nhau và để trong không khí ẩm. Không khí ẩm là một dung dịch điện ly. Thế vậy thì nó đã đủ ba điều kiện của ăn mòn điện hóa rồi. Thế vậy ý G là ăn mòn điện hóa. Thế vậy thì chúng ta sẽ chốt lại như sau. Chốt lại thì chúng ta thấy rằng ý B, ý D, ý E và ý G thỏa mãn. Thế vậy chúng ta khoanh đáp án là D, 4. Nội dung của câu hỏi thứ tư đề bài cho như sau. Nhúng thanh sắt và lần lượt vào các dung dịch sắt 3 clorua, đồng 2 clorua, kẽm clorua, niken clorua, AgNO3, HCl và cặp cuối cùng là HCl và CuCl2, thì số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa là: thế vậy trường hợp đầu tiên khi cho sắt vào sắt 3 thì chúng ta thấy rằng sắt tác dụng với sắt 3 thì sẽ tạo ra đó là FeCl2, nên do đó thì sẽ không thấy xuất hiện hai điện cực, tức là không có một cặp kim loại hoặc là một cặp kim loại và phi kim, chúng ta không thấy mà chỉ có thấy một mình anh sắt thôi. Một mình anh sắt thì không thể gọi là một cặp được, đúng không em? Thế vậy thì FeCl3 chúng ta bỏ qua nhé. Tiếp này, Fe tác dụng với CuCl2 thì sắt sẽ đẩy đồng 2 cộng ra thành kim loại đồng, đồng bám lên trên thanh sắt và sẽ tạo ra được một cặp kim loại khác nhau. Cặp kim loại này tiếp xúc với dung dịch điện ly đó CuCl2, thế vậy thì có xảy ra ăn mòn điện hóa. Trường hợp tiếp theo, sắt và ZnCl2 thì chúng ta thấy tính khử của sắt nó yếu hơn so với tính khử của kẽm, nên do đó thì sắt sẽ không thể tác dụng được với ZnCl2, bỏ qua. Tiếp tục là sắt tác dụng với niken clorua, thì chúng ta nhẩm lại nhé, khi bà con nào may áo giáp sắt nên xin phép giáp sắt, xong rồi nên xin phép, thì chứng tỏ rằng sắt khỏe hơn niken. Thế vậy sắt sẽ đẩy niken ra ngoài và niken sẽ bám lên trên thanh sắt để tạo ra hai kim loại khác nhau. Hai kim loại khác nhau này cùng tiếp xúc với dung dịch, đó là dung dịch niken clorua. Thế vậy thì sẽ xuất hiện ăn mòn điện hóa.
Tiếp tục ạ, sắt tác dụng với FeNO3 thì khi nhúng thanh sắt vào dung dịch Fe và nhúng thanh sắt vào trong dung dịch AgNO3 thì sắt sẽ đẩy Ag cộng ra ngoài để tạo ra kim loại bạc. Kim loại bạc thì bám lên trên thanh sắt. Thế vậy thì sẽ tạo ra được một cặp kim loại khác nhau. Cặp kim loại khác nhau này cùng tiếp xúc với dung dịch điện ly, đó là dung dịch AgNO3. Thế vậy có xảy ra ăn mòn điện hóa. Tiếp tục sắt tác dụng HCl. Mà sắt tác dụng HCl thì chỉ đơn giản đó là ăn mòn hóa học mà thôi, không có cái điện cực nào cả. Tiếp này, sắt tác dụng với một cái dung dịch chứa hỗn hợp gồm có cả HCl và CuCl2 thì anh sắt này sẽ tác dụng với CuCl2 để đẩy anh đồng ra ngoài, đồng sẽ bám trên thanh sắt nên do đó thì sẽ tạo ra được một cặp kim loại khác nhau, chúng tiếp xúc trực tiếp với nhau và cùng nhúng trong dung dịch điện ly, đó là dung dịch gồm có CuCl2 và HCl. Thế vậy đủ điều kiện có ăn mòn điện hóa rồi. Thế vậy trường hợp với CuCl2 và HCl là được em nhé. Thế vậy thì có tất cả là bao nhiêu cặp thỏa mãn? Chúng ta thấy rằng có cặp số 2, cặp số 4, cặp số 5 và cặp số 7, đúng không? 2, 4, 5, 7. Như vậy thì sẽ là có 4 trường hợp và chúng ta sẽ khoanh đáp án là A, 4. Nội dung của câu hỏi số 5 đề bài cho như sau. Tiến hành các thí nghiệm sau và hỏi số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa là: thí nghiệm đầu tiên, thí nghiệm 1, cho vật bằng gang vào dung dịch HCl. Như chúng ta đã biết thì gang nó một hợp kim, là một hợp kim của sắt và carbon. Thế vậy sắt và carbon thì một anh là kim loại, một anh là phi kim. Thế vậy nó là một cặp rồi. Đó là một cặp, đúng không? Hai này cùng nhúng vào trong dung dịch HCl. Dung dịch HCl là một dung dịch điện ly. Thế vậy thì đã đủ cả 3 điều kiện của ăn mòn điện hóa. Trường hợp số 1 có xảy ra ăn mòn điện hóa. Tiếp tục tiến hành thí nghiệm thứ hai. Thí nghiệm thứ hai là cho đinh sắt vào dung dịch H2O4 loãng. Thì đinh sắt này sẽ bị tan trong axit và đơn giản đây chỉ là ăn mòn hóa học mà thôi. Thí nghiệm thứ ba, nhúng thanh kẽm vào dung dịch AgNO3 thì tính khử của kẽm mạnh hơn tính khử của bạc nên do đó thì kẽm sẽ đẩy được Ag cộng ra khỏi dung dịch muối và thu được kim loại bạc. Bạc sẽ bám lên trên thanh kẽm nên do đó sẽ tạo ra một cặp kim loại khác nhau gồm có kẽm và bạc. Như vậy thì hai cái kim loại này tiếp xúc trực tiếp với dung dịch AgNO3, thế vậy là nó sẽ đủ cả 3 điều kiện ăn mòn điện hóa. Thế vậy thí nghiệm 3 có xảy ra ăn mòn điện hóa. Thí nghiệm thứ tư, đó để miếng tôn. Miếng tôn là một hợp kim gồm có sắt và kẽm, thì có một vết xước sâu ngoài không khí thì chúng ta có thể hiểu đơn giản như sau. Anh sắt và anh kẽm tiếp xúc trực tiếp với nhau và chúng cùng nhúng vào trong một dung dịch điện ly, đó là không khí ẩm. Không khí ẩm được tính là một dung dịch điện ly nhé. Thế vậy nó đủ cả 3 điều kiện của ăn mòn điện hóa rồi. Thế vậy thí nghiệm thứ tư xác nhận là có xảy ra ăn mòn điện hóa. Thí nghiệm cuối cùng đó là cho magie vào dung dịch FeCl3. Khi FeCl3 người ta đã lấy dư rồi thì chúng ta hiểu rằng như sau. Chỉ đơn giản đó là kẽm bị tan ra thôi. Chỉ đơn giản là magie bị tan ra thôi. Và không có kim loại thứ hai xuất hiện, chỉ có một mình kim loại magie. Mà chỉ có một mình kim loại magie thì chắc chắn thôi sẽ không thể đủ điều kiện của ăn mòn điện hóa được. Nên do đó cái thí nghiệm số 5 chỉ là ăn mòn hóa học mà thôi. Và qua 5 thí nghiệm thì chúng ta nhận thấy rằng có thí nghiệm số 2, thí nghiệm 3 và thí nghiệm 1, thí nghiệm số 1 này, thí nghiệm 3 và thí nghiệm 4. Đúng không? Thì xảy ra ăn mòn điện hóa. Vậy chúng ta cần khoanh đáp án là D3. Nội dung của câu hỏi số 6 đề bài cho như sau. Đề bài cho đó là cho có 4 dung dịch riêng biệt gồm có CuSO4, ZnCl2, FeCl3 và AgNO3 và nhúng vào mỗi dung dịch một thanh niken. Và đề bài hỏi đó là số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hóa là. Khi nói niken thì chúng ta phải cố gắng nhớ vị trí của nó trong dãy hoạt động hóa học, hay nói cái khác đó là trong dãy điện hóa. Thì chúng ta nhớ khi bà con nào may áo giáp sắt nên xin phép, anh nên chính là niken đó. Thì anh niken đứng trước đồng, đúng không? Vì vậy thì niken có thể đợi được đồng 2 cộng ra khỏi muối của nó để tạo ra kim loại đồng. Đồng bám lên trên thanh niken. Thế vậy thì sẽ tạo ra được một cặp kim loại khác nhau và cùng nhúng vào trong dung dịch điện ly, đó là dung dịch CuSO4. Thế vậy thì trường hợp này có xảy ra ăn mòn điện hóa? Có nhé. Tiếp tục đến trường hợp đó là của kẽm ZnCl2. Khi bà con nào lên mày áo giáp sắt nên chứng tỏ niken đứng sau Zn, thì vậy niken sẽ không thể tác dụng được với ZnCl2, trường hợp đó bỏ qua. Tiếp theo trường hợp đó là niken tác dụng với FeCl3.
thì khi mà đi ken đúng không, tác dụng với FeCl3 thì sẽ đẩy sắt 3 đúng không? Về sắt 2 rồi tiếp tục đẩy tiếp sắt 2 về sắt 0. Liệu có đẩy được như thế hay không thì chúng ta cùng nghĩ nhé. Đó là khi bà con nào may áo giáp sắt nên đúng không, thì chúng ta niken đứng sau sắt 2 đúng không, niken đứng sau sắt. Thế vậy niken sẽ không thể đẩy được sắt 2 về sắt 0, nên do đó thì sẽ không thể xuất hiện được kim loại thứ hai, mà chỉ có một kim loại duy nhất đó là niken. Thế vậy thì không thể tạo ra được ăn mòn điện hóa được đúng không. Thế trường hợp FeCl3 chúng ta bỏ qua, nó chỉ đơn giản là ăn mòn hóa học mà thôi. Trường hợp cuối cùng ở đây đó là niken tác dụng với AgNO3, thì niken mạnh hơn Ag cộng đúng không, niken có tính khử mạnh hơn Ag, nên do đó thì niken có thể đẩy được Ag cộng trong muối để tạo ra kim loại bạc. Kim loại bạc sẽ bám trên thanh niken. Thế vậy thì chúng ta thấy rằng đã tạo ra được một cặp kim loại khác nhau và cùng nhúng vào trong một dung dịch điện ly, đó là dung dịch AgNO3. Thế vậy nó đủ điều kiện của ăn mòn điện hóa rồi. Thế vậy trường hợp AgNO3 là có xác nhận là ăn mòn điện hóa. Thế vậy thì có các trường hợp thỏa mãn, đó là dung dịch số 1 và dung dịch số 4 là có xảy ra ăn mòn điện hóa. Chúng ta cần khoanh đáp án C2. Nội dung của câu hỏi số 7 đề bài cho như sau. Tiến hành các thí nghiệm sau và hỏi trong các thí nghiệm trên số thí nghiệm chỉ xảy ra ăn mòn hóa học. Nhớ là đây là chỉ xảy ra ăn mòn hóa học mà thôi. Trường hợp nào mà xuất hiện ăn mòn điện hóa thì chúng ta vứt luôn, được không ạ? Đầu tiên thì chúng ta cùng xem xét đến cái thí nghiệm A. Đó là quấn sợi dây đồng hình lò xo rồi đốt trong không khí. Thì khi quấn sợi dây đồng hình lò xo mà đốt trong không khí thì đơn giản là đồng đã dùng oxy để tạo ra CuO. Thì anh này là chỉ xảy ra ăn mòn hóa học mà thôi. Ý B, để thanh thép lâu ngày ngoài không khí ẩm. Thì thanh thép như chúng ta đã biết ấy, thép là một hợp kim gồm có sắt và carbon. Thế vậy hai anh này là một cặp rồi đúng không, một cặp kim loại, một cặp là kim loại và phi kim rồi, và cùng để ngoài không khí ẩm tức là dung dịch điện ly. Thế vậy trường hợp này sẽ xảy ra cả ăn mòn điện hóa và cả ăn mòn hóa học, do sắt sẽ để lâu ngày sẽ tác dụng oxy mà trong không khí đúng không. Thế vậy thì ý B chúng ta thấy rằng là nó xuất hiện cả ăn mòn điện hóa nữa, nên do đó ý B bị loại rồi. Tiếp tục ý C này, nhúng thanh sắt vào dung dịch HNO3 loãng có nhỏ vài giọt dung dịch CuO4 thì sắt khỏe hơn đồng, nên do đó sắt có thể đẩy đồng 2 cộng ra khỏi dung dịch muối để tạo ra kim loại đồng. Đồng sẽ bám lên trên thanh sắt và rõ ràng nó sẽ tạo ra một cặp kim loại khác nhau. Cặp kim loại này cùng nhúng vào trong dung dịch điện ly, đó là dung dịch HCl, nên do đó thì có xảy ra ăn mòn điện hóa. Vì vậy ý C sẽ không thể phù hợp được. Tiếp tục ý D, trộn bột sắt với bột lưu huỳnh rồi đốt nóng thì anh sắt sẽ tác dụng với anh lưu huỳnh và chỉ đơn giản nó tạo ra FeS, không xảy ra ăn mòn điện hóa. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thấy rằng này, sắt kết hợp với lưu huỳnh và cũng không có dung dịch điện ly nào xuất hiện ở đây cả, nên do đó thì không đủ 3 điều kiện của ăn mòn điện hóa. Vậy thì nó chỉ xảy ra ăn mòn hóa học mà thôi. Chúng ta sang đến thí nghiệm cuối cùng, đó là thí nghiệm E. Đó là ngâm thanh đồng nguyên chất vào trong dung dịch FeCl3, thì khi đồng mà tác dụng với sắt 3 thì chỉ có thể tạo ra được sắt 2 và đồng 2 mà thôi, nên do đó thì sẽ không đủ điều kiện của ăn mòn điện hóa. Thế vậy thì anh đồng chỉ bị ăn mòn hóa học mà thôi. Thế vậy thì chúng ta chốt lại ở đây. Chúng ta chốt lại như vậy thì có tất cả các thí nghiệm, đó là thí nghiệm A, thí nghiệm D và thí nghiệm E thì chỉ xảy ra ăn mòn hóa học, và đáp án chúng ta cần khoanh là đáp án A 3. Nội dung của câu hỏi số 8 đề bài cho như sau. Tiến hành các thí nghiệm sau và hỏi số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa là. Thí nghiệm đầu tiên đó là ngâm một lá đồng trong dung dịch AgNO3, thì đồng có tính khử mạnh hơn bạc, nên do đó đồng có thể đẩy được Ag cộng ra khỏi dung dịch muối để tạo ra kim loại bạc bám, và bạc sẽ bám luôn trên thanh đồng, do đó thì sẽ tạo ra một cặp kim loại khác nhau và cùng nhúng vào trong dung dịch điện ly, đó là dung dịch AgNO3. Thế vậy thí nghiệm 1 có xảy ra ăn mòn điện hóa. Thí nghiệm 2, ngâm lá kẽm trong dung dịch HCl loãng thì đơn giản kẽm ở đây nó tác dụng với HCl để tạo ra ZnCl2 và giải phóng khí H2, thì ở đây sẽ không xuất hiện cặp kim loại, cũng không xuất hiện cái cặp kim loại phi kim, nên do đó thì sẽ không thể xảy ra ăn mòn điện hóa được, mà chỉ đơn giản là xảy ra ăn mòn hóa học mà thôi. Thí nghiệm thứ ba, ngâm một lá nhôm trong dung dịch là AOH loãng thì khi nhôm mà nhúng vào trong dung dịch kiềm thì nhôm sẽ bị tan ra vì nhôm tan trong kiềm, và chúng ta thấy rằng anh này chỉ đơn giản là ăn mòn hóa học mà thôi. Thí nghiệm thứ tư, ngâm một lá sắt có quấn dây đồng
rồi nhúng vào trong dung dịch HCl loãng, thì chúng ta thấy là có anh sắt và anh đồng tiếp xúc trực tiếp với nhau, quấn lên nhau mà, đúng không? Thì vậy tiếp xúc trực tiếp với nhau và cùng nhúng trong dung dịch điện ly, đó là dung dịch HCl. Thế vậy nó đủ 3 điều kiện của ăn mòn điện hóa. Thế vậy, thí nghiệm thứ tư xảy ra ăn mòn điện hóa. Thí nghiệm số 5, để một vật bằng thép ngoài không khí ẩm, thì thép là hợp kim của sắt và carbon và sẽ tạo ra một cặp kim loại và phi kim và cùng nhúng trong dung dịch điện ly, đó là dung dịch đó chính là không khí ẩm. Không khí ẩm được xác nhận là một dung dịch điện ly các bạn nhé. Thế vậy thì số 5, thí nghiệm số 5 có xảy ra ăn mòn điện hóa. Chúng ta cùng đến với thí nghiệm cuối cùng, đó là ngâm một miếng đồng vào dung dịch sắt 3 sunfat. Thì khi đồng mà cho vào sắt 3 thì chỉ đơn giản là tạo ra muối đồng 2 sunfat và sắt 2 sunfat mà thôi, không tạo ra được một cặp kim loại, nên do đó thì nó sẽ không đủ điều kiện để thỏa mãn ăn mòn điện hóa. Thế vậy ý số 6, thí nghiệm số 6 chỉ là ăn mòn hóa học mà thôi. Thế vậy chốt lại như sau. Thế vậy thì có tất cả là 3 thí nghiệm thỏa mãn, đó là thí nghiệm 1, thí nghiệm 4 và thí nghiệm số 5 thỏa mãn. Chúng ta cần khoanh đáp án D 3. Nội dung câu hỏi số 9 đề bài cho như sau: tiến hành các thí nghiệm sau và hỏi trong các thí nghiệm trên số thí nghiệm sắt bị ăn mòn điện hóa là những thí nghiệm nào? Đầu tiên này, thí nghiệm A đó là nhúng dây sắt nguyên chất vào trong dung dịch AgNO3, thì ở đây sắt sẽ khỏe hơn bạc và đẩy bạc ra ngoài, bạc bám trên thanh sắt và tạo ra được một cặp kim loại khác nhau gồm có sắt và bạc. Thì hai kim loại này nhúng trực tiếp vào trong dung dịch điện ly, đó là dung dịch AgNO3, thế vậy có xảy ra ăn mòn điện hóa. Và đây kim loại mạnh hơn là kim loại sắt, thế vậy thì anh sắt sẽ bị ăn mòn, đúng không? Thế vậy thì ở đây ý A là có thỏa mãn yêu cầu của đề bài nhé. Thế vậy tiếp tục ý B này, cắt miếng tôn gồm có sắt tráng kẽm để trong không khí ẩm, thì sắt tráng kẽm đây thì sẽ tạo ra được một cặp kim loại khác nhau gồm có sắt và kẽm, đúng không? Và cùng để trong không khí ẩm được xác nhận là một dung dịch điện ly, thế vậy đủ điều kiện để ăn mòn điện hóa rồi. Và kim loại là mạnh hơn kẽm và sắt, thì kẽm mạnh hơn nên do đó kẽm bị ăn mòn và sắt được bảo vệ. Tiếp tục này, thí nghiệm tiếp theo, thí nghiệm C, nhúng thanh sắt vào dung dịch H24 loãng và có nhỏ vài giọt dung dịch CuSO4, thì như chúng ta đã biết ấy, anh sắt sẽ bị xảy ra đây, đó là sắt khỏe hơn đồng, sắt đẩy đồng ra ngoài, đồng bám lên trên thanh sắt, đúng không? Thì bạn tạo ra một cặp kim loại khác nhau gồm có sắt và đồng, và cùng nhúng cho dung dịch điện ly, đó là dung dịch H24, đúng chưa nào? Thế vậy thì có đủ điều kiện của ăn mòn điện hóa rồi, và đây sắt khỏe hơn đồng nên do đó sắt sẽ bị kim loại là mạnh hơn thì kim loại đấy bị ăn mòn các bạn nhé. Thế vậy thì ở đây sắt sẽ bị ăn mòn. Tiếp tục này, thí nghiệm D đó là quấn sợi dây đồng vào cái đinh sắt rồi nhúng vào trong dung dịch AlCl3, thì chúng ta thấy rằng ở đây đồng với sắt sẽ tạo ra ở đây là một cặp kim loại, đúng không? Cặp kim loại này cùng nhúng vào trong dung dịch điện ly, đó là dung dịch AlCl3. Thế vậy thì ở đây đủ cả 3 điều kiện của ăn mòn điện hóa rồi. Và đây sắt với đồng thì sắt sẽ là kim loại mạnh hơn nên do đó thì sắt sẽ bị ăn mòn. Thế vậy thì chúng ta có tất cả là 3 thí nghiệm sắt bị ăn mòn, đó là thí nghiệm A, thí nghiệm C và thí nghiệm D. Với đáp án cần chọn đó là đáp án C 3. Nội dung của câu hỏi số 10 đề bài cho như sau: tiến hành các thí nghiệm sau và hỏi số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa là. Thí nghiệm đầu tiên đó là nhúng thanh sắt vào dung dịch CuCl2, thì anh sắt này sẽ đẩy anh đồng ra ngoài và đồng bám lên trên thanh sắt, đúng không? Thì sẽ tạo ra được một cặp kim loại khác nhau gồm một sắt và đồng. Thế vậy thì cùng nhúng vào trong dung dịch điện ly, đó là dung dịch CuCl2. Thế vậy có xảy ra ăn mòn điện hóa. Thí nghiệm số 2 đó là nhúng thanh sắt vào dung dịch CuSO4, thì cũng tương tự thôi, không khác gì cái thí nghiệm 1 cả. Thế vậy thì có xảy ra ăn mòn điện hóa. Thí nghiệm số 3 cho đinh sắt và cho chiếc đinh làm bằng thép vào trong bình oxy đun nóng. Thì nói đến anh thép thì nó là sắt và carbon rồi, đúng không? Thì cứ cho là nó có thể tạo ra được một cái cặp gồm có một kim loại phi kim, nhưng đây sẽ không có dung dịch nào là dung dịch điện ly cả. Nên do đó thì thí nghiệm 3 đơn giản nó chỉ là ăn mòn hóa học mà thôi. Thí nghiệm thứ tư cho một cái chiếc đinh là bằng thép vào trong dung dịch H24 loãng. Thì hãy nhớ rằng thép là một hợp kim gồm có sắt và carbon. Thế vậy tạo ra được một cặp gồm một kim loại một phi kim và cùng nhúng vào trong dung dịch điện ly, đó là H4 loãng. Thế vậy có xảy ra ăn mòn điện hóa. Thí nghiệm số 5, nhúng thanh đồng vào dung dịch sắt 3 sunfat, thì đồng mà tác dụng sắt 3 sunfat thì đơn giản là tạo ra sắt 2 sunfat và đồng 2 sunfat, nên do đó ở đây chỉ xảy ra ăn mòn hóa học mà thôi, không xảy ra ăn mòn điện hóa bởi vì không xuất hiện cặp kim loại hoặc cặp gồm một kim loại một phi kim.
Tiếp này, thí nghiệm 6, nhúng thanh nhôm vào dung dịch H4 loãng có hòa tan vài giọt CuSO4. Thì như chúng ta đã biết ý, thì anh nhôm đúng không sẽ có tính khử mạnh hơn đồng, nên do đó nhôm sẽ đẩy đồng ra ngoài, đồng sẽ bám trực tiếp lên trên thanh nhôm và tạo ra được một cặp kim loại khác nhau. Cặp kim loại cái này có nhúng vào trong dung dịch điện ly, đó là H24, nên do đó đủ điều kiện của ăn mòn điện hóa. Vậy số 6 ăn mòn điện hóa nhé. Thí nghiệm cuối cùng đó là thí nghiệm 7. Nó đến thí nghiệm đốt để chúng ta hiểu rằng đã là đốt thì nó là cái môi trường mà không thể là nằm trong dung dịch được. Mà không nằm trong dung dịch thì sẽ không có dung dịch điện ly, và không có dung dịch điện ly thì bạn yên tâm sẽ không bao giờ xảy ra ăn mòn điện hóa. Thế vậy thì qua các thí nghiệm từ 1 đến 7, chúng ta nhận thấy rằng các thí nghiệm 1, 2, 4 và 6 có xảy ra ăn mòn điện hóa. Thế vậy đáp án cần khoanh là đáp án D, 4. Nội dung của câu hỏi số 11 đề bài cho như sau. Cho các thí nghiệm sau và hỏi số thí nghiệm xảy ra ăn mòn hóa học. Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn hóa học đây thì chúng ta có thể hiểu như sau. Cái thí nghiệm đấy có thể xảy ra cả ăn mòn hóa học và cả ăn mòn điện hóa cũng được, không cần quan trọng. Thì miễn là có xảy ra ăn mòn hóa học là được, còn xảy ra ăn mòn điện hóa có hay không không quan trọng. Thí nghiệm đầu tiên, cho lá sắt nguyên chất vào trong dung dịch CuSO4. Thì như chúng ta biết, sắt có thể tác dụng được với CuSO4 và tạo ra đó là FeSO4 và Cu. Thế vậy thì có xảy ra ăn mòn hóa học rồi, đúng không ạ? Còn ăn mòn điện hóa hay không thì thầy không quan tâm, bỏ qua. Thí nghiệm thứ hai đó là cho kim loại nhôm nguyên chất vào dung dịch HNO3 loãng. Thế vậy sắt, vâng, thì như vậy kim loại nhôm có tác dụng với axit, thế vậy nhôm sẽ bị ăn mòn hóa học. Thí nghiệm số 3, đốt dây magie nguyên chất trong khí clo, thì magie có tác dụng với clo để tạo ra MgCl2, thế vậy thì anh này có xảy ra ăn mòn hóa học. Thí nghiệm thứ tư, cho lá sắt trong một lá kim loại gồm có cả sắt và đồng vào trong dung dịch H24 loãng. Thì ở đây chúng ta nhận thấy rằng ở đây trường hợp cái thí nghiệm thứ tư thì sắt sẽ bị tan ra trong H2SO4, đúng không? Thế vậy thì sắt bị ăn mòn hóa học rồi, đúng chưa? Và thí nghiệm thứ tư này vừa xảy ra ăn mòn điện hóa, vừa xảy ra ăn mòn hóa học. Và thí nghiệm thứ tư chúng ta xác nhận với nhau rằng có xảy ra ăn mòn hóa học, được chưa? Thế vậy thì chúng ta cần khoanh ở đây, đó là đáp án A4, tức là gì? Cả bốn thí nghiệm này đều xảy ra ăn mòn hóa học. Và các bạn phải lưu ý thêm cho thầy, đó là thí nghiệm số 1 và thí nghiệm số 4 thì xảy ra cả ăn mòn hóa học và cả ăn mòn điện hóa. Hãy nhớ như vậy các em nhé. Và câu 11 vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng trong video nói về ăn mòn điện hóa. Thì thầy hy vọng rằng qua video này các bạn có thể hiểu thêm về điều kiện về ăn mòn điện hóa. Và những thí nghiệm liên quan đến ăn mòn điện hóa thì nó đặc trưng được kiểu như nào, các bạn có thể dễ dàng phân biệt được. Và trong quá trình các bạn theo dõi video thì có câu nào mà thầy phân tích mà chưa rõ nghĩa thì các bạn có thể hỏi lại để làm sao chúng ta tránh sự hiểu nhầm. Khi chúng ta hiểu nhầm thì rất dễ dẫn đến việc bạn đi thi bạn gặp phải sai sót. Thì thầy hy vọng rằng các bạn có ý nào mà các bạn chưa rõ thì cứ thẳng thắn hỏi lại để tránh cái việc sai sót sau này khi đi thi. Và khi các bạn theo dõi video lúc nào mà rảnh tay thì các bạn hãy cho thầy một nút like, một lời bình luận. Và nếu mà trong một điều kiện cho phép mà bạn có thể chia sẻ được là điều tốt nhất. Và nếu mà có thể bạn vì một lý do gì đó bạn ngại chia sẻ thì sau này các bạn sau khi thi xong thì các bạn sẽ không sợ sự cạnh tranh nào cả, thì các bạn hãy vô tư chia sẻ giúp thầy với nhé. Và tất cả những video nào mà các bạn có thể là bạn xem rồi hoặc chưa xem mà bạn lướt qua thì nếu mà rảnh tay thì cũng cho thầy xin một nút like vào đấy để tăng tương tác các bạn nhé. Xin cảm ơn tất cả các em, hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo.